Đến chùa cốt để tâm an, gặp vài người nữa thì ngồi than trách đời. Có nhiều người vào trong đây rồi mà không tiếp nhận cái từ trường tam nghiệp cho thanh tịnh, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp cho thanh tịnh. Nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ xài tội nhiều, thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điều ngoà, ý không tham ác gian tà, chuyển xoay ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn. Cuộc đời có hợp có tan nè, định lực tự nhiên quá phũ phàng. Mỗi năm mỗi tuổi đời thêm ngắn, lo lắng làm chi chuyện thế gian. Biết đạo không buồn chuyện trái ngang, biết đủ thì không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả thì lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán nên giải chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh, không còn tham giận giam mình. Khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Cái điều dị biệt đó đều do nghiệp khác biệt của chúng sanh. Thí dụ như giàu nghèo là nghiệp mỗi người. Ta tạm biết đủ là vui trong lòng. Đừng trách trời đất bất công, mà nên xét lại cõi lòng của ta. Phật dạy trong kinh rõ lắm, giàu có do bố thí. Bây giờ họ giàu là do kiếp trước họ có bố thí cúng dường, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ là do ngạo mạn kiêu căng. Như vậy thì tất cả những cái điều kiện đó đều phải do nhân quả. Thế gian này nó rõ ràng lắm. Quý vị thấy nè, hãy vui vẻ thì khỏe liền đó, mà buồn phiền thì sanh bệnh, mà nhường nhịn thì bình an, bi quan là tự sát. Chỉ có giải thoát mới tự do. Thiền to là sống cả, chỉ có vô ngã mới vô ưu. Đa mưu thì đa quán, đông bạn thì lắm phiền, mà nhiều tiền thì lắm bạc. Làm ác thì gặp ác, tự tác thì tự lò, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi. Từ bi là cội phúc, nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Như vậy cái người mà hiểu được nhân quả rồi thì cái người đó sẽ được hạnh phúc thôi. Khổ đau hạnh phúc do mình mà, thiên đàng địa ngục chính do ta. Suy đi nghĩ lại phải không, mà tham sân si hận là địa ngục rồi, mà tâm trí an nhiên tức thiên đàng. Bây giờ mình có trí tuệ, mình hiểu lực nhân quả, thì cuộc đời của mình không có than trách buồn phiền. Ai hưởng đây? Quy lực tự nhiên đã tạo gây. Trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cơ duyên cho rõ ràng.
Khi yêu thì hy sinh cả tánh mạng. Chỉ vài ba năm đã phàn nàn. Lúc cô đơn thì muốn đôi muốn bạn. Nên vợ chồng sao lại hay nhắn. Người khổ than không nói nghe, mà người sướng cũng than. Không con hay có rồi cũng than. Không con ước được nựng cục vàng, mà có còn khổ mệt nợ nần màng. Là người chưa biết đạo đó vậy này. Còn người biết đạo thì sao? Cuộc đời sướng khổ xin chớ than. Tinh thần thoải mái nghĩ lạc quan. Hãy dùng trí tuệ nhìn tổng quát. Nhân quả thông suốt tâm an nhàn. Đức Phật thì bỏ nhà mây trắng ra đi, thông dong tự tại viễn ly thoát trần. Pháp đen pháp trắng phân minh, tìm trong an lạc câu kinh khước từ. Đức Phật ngài có mà ngài còn khước từ. Một sự từ bỏ dĩ đã. Từ bỏ bớt đi cái sự, tại ngài biết đó là cái gì? Hệ phược, trói buộc, phiền não. Thật sự ra quý vị biết không, cái sự yêu thương mà không đúng nghĩa đó nghe, yêu thương bằng tham ái là nó ràng buộc. Quý vị có nghe cái từ người ta nói là quá thân thuộc sẽ thành nhàm chán không? Quá yêu thương sẽ có lúc đau buồn không? Quá quan tâm sẽ thành bó buộc. Mà quá sâu đậm sẽ có lúc nhạt nhòa. Nó cột dữ lắm, nó trói mình dữ lắm. Quý vị có nghe cái từ ta nói là vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách không? Sắc bất ba đào dị nịch nhân không? Chắc chưa nghe hả? Vũ vô kiềm tỏ năng lưu khách tức là mưa nó không phải là xiềng xích nghe, nhưng mà nó có khả năng là giữ chân người. Quý vị không tin chúng tôi muốn đi đâu cái trời đổ mưa thôi, ở lại chút nữa tạnh mưa đi. Nó vô hình mà nó ghê như vậy đó. Cũng vậy, những cái thứ hồi nãy chúng tôi đang nói theo cái nghĩa mà gọi là nghĩa bóng á, là nó trói buộc mình, thấy nó vô hình vậy đó. Kể cả địa vị danh vọng nó cũng vô hình nhưng mà trói buộc mình dữ. Sắc bắt ba đào dị địch nhân là hiểu không? Là sắc đẹp không phải là sống ba đào, nhưng mà nó khả năng nhận chìm biết bao nhiêu người. Chúng ta xem lịch sử đi, kể cả Trụ Vương vân vân, bao nhiêu vương tôn công tử vua chúa cũng vì cái sắc đẹp của một người mà nó nhận chìm. Cái sắc đẹp nó không phải là sống ba đào nghe, không phải là sống thần đâu, nhưng mà nó có khả năng nhận chìm biết bao nhiêu người. Nghiệp duyên có ở nơi nơi mình. Sống sao phải đạo, Phật trời trở che. Nếu nói hay hành động với tâm bất thiện thì đau khổ sẽ theo ta. Ngược lại, nếu nói hay hành động với tâm thiện thì an lạc sẽ theo ta. Như bóng không rời hình, như bánh xe lăn theo chân bò kéo. Ngày nhỏ mà chúng ta đi đến học đường á, tức là chúng ta đến trường học á, thì chúng ta có thấy một câu là hạnh phúc của tương lai là bắt đầu từ hôm nay. Có thấy câu này không? Ý nhắc nhở các em học sinh á, muốn có tương lai thì hôm nay phải lo học, phải không nè? Muốn cho tương lai của mình được sáng láng, muốn rạng danh tổ tiên dòng tộc thì phải lo mà học, đổ ông nghè ông trạng để mà rạng danh dòng họ hay dòng tộc. Và muốn có tương lai mình ổn định trong cuộc sống cũng như gia đình thì phải lo học. Chánh định hôm nay cũng mượn cái câu nói này mà sửa lại ý nghĩa một chút. Đó là gì? Quá khứ thì đã đi qua, tương lai thì lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại
Tuệ quán chính ở đây, trí tuệ nó nằm ngay giây phút này, không động không rung chuyển. Mình thì hiện tại thì mình động và rung chuyển dữ lắm. Động ở đây là gì? Mình bị cảnh trần, mình bị tám ngọn gió đời nó thổi, tâm mình nó động. Đức Phật dạy ngay giây phút này mình an trú vào hiện tại, tâm mình nó không động không rung chuyển. Mình biết vậy thì nên tu tập. Hôm nay thì việc nay làm, giây phút này thì mình làm việc giây phút này. Ai biết chết ngày mai? Không ai điều đình được với đại quân thần chết. Quý vị biết không? Mỗi ngày đêm trôi qua chúng ta lại thêm già, và gần hơn cái chết. Khi tử thần đến rồi, tiền bạc không mua nổi, mà quyền lực cũng buông thôi. Nhìn lên á, cảm thấy khổ tâm hoài. Ngó xuống á, thì hơn nhiều kẻ trắng tay. Chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Người ta có câu rằng là ngàn năm danh lợi sống đời, không nghe Phật Pháp thật là uổng thay. Cho dù chỉ sống một ngày, nghe được chánh pháp quý thai kiếp người. Có vui thì sẽ có buồn, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Vỗ tay đi. Đời người thì sanh tử tử sanh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người ai cũng đi về, sanh ra không áo, chết về tay không. Phải hiểu như vậy. Ta tạm biết đủ là vui trong lòng. Người ta khuyên mình là đừng nên lưu luyến say xưa, xả ly đừng chấp, đừng ưa so bì. Đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có, có gì của ta. Đủ duyên thì hòa hợp sinh ra, hết duyên tan rã, có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả, không cầu không tham. Sân si nhất định không làm, đơn sơ biết đủ, không ham muốn nhiều. Tiền tài vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Trời ơi, nghe thấm không? Không biết bao nhiêu cho vừa, mà mình thì tối ngày đau khổ vì nỗi mong cầu. Mà cầu mà không được á nghe, nỗi sầu lại tăng. An vui gì đã biết rằng, tham là gốc khổ, cớ chi phải cầu. Tôi đã thấy biết bao người giàu có, chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa, chưa bao giờ an phận với gian sang. Dù biên cương giáp bốn biển múc ngàn, vẫn muốn nửa muốn biên thùy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao lại bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im lìm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Đem theo gì trên mình mảnh vải liệm, còn lại chăn bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi nhân gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế,
người chết rồi chỉ có nghiệp đeo theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phút cuối tâm luôn sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về kẻ khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sanh tử tái sanh vòng lẫn quẩn. Như kẻ cướp chịu lực đời phân xử, nghiệp chúng sanh nghiệp nhân quả vô minh. Để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ người gây nghiệp ác. Dục lạc ngũ trần vị ngọt thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm tu sĩ tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như cành cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắp y cạo tóc, làm tỳ kheo vui đạo sống thanh nhàn. Phật dạy ông là ăn uống luôn tiết độ, sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no, và chậm tuổi thọ già. Đời người những chuyến xe, người lên người xuống, người về người đi, lúc hội ngộ lúc phân ly, nụ cười tiếng khóc có khi lặng buồn. Kẻ cùng đi xuống giữa đường, gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau. Đó là biết đạo, không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả thì lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Sự tu thì quý báu hơn vàng, giúp người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Vì chúng ta thấy tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta. Nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Và cũng không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Nghĩa là bằng lòng với những gì mình đang có, bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Tu mà không học á thì vô minh che lấp, đúng. Tức là nếu như mình tu mà mình không chịu học, mình không biết gì hết, mình tu thì nó giống như mình tu mù, thì bị vô minh che lấp. Nhưng mà nếu mà học mà không tu á thì chấp ngã càng cao. Hiểu câu này không? Nhiều khi chúng ta có thể là học biết được rất là nhiều điều, nhưng mà nếu như mình không ứng dụng, mình tu tập á, để mình rèn luyện cái tâm mình á, thì cái ngã của mình nó cao lắm. Và cái đường lối của chúng ta tu là để thấy mình có tu hay không, chứ không nên nhìn người khác có tu hay không. Vì vậy mà chúng tôi hay khuyên rằng là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật. Xoay trước xoay sau, xoay tới xoay lui rồi mới. Sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu vị nể hồng nhan. Soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sâu nỗi bất an. Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng,
gương tâm hiển lộ xưng bất diệt, từ đó thanh bình giữa sắc học. Cho nên chúng tôi có bốn câu nói như thế này: không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình đang có, đó là một cái hạnh phúc. Và không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Ông kia cái gì cũng biết, có một cái biết không biết đủ là cũng khổ. Không biết đủ nó cứ dày vò mình hoài. Và không có cái vui nào bằng cái vui đạo. Và cũng không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ. Tình yêu đây không phải nói tình yêu nam nữ, mà tình yêu muôn loài. Chúng tôi yêu canh, yêu cây, yêu kiển, yêu hoa, yêu lá, yêu tùm lum. Nhưng mà cái tình yêu đó nếu không có đạo là cũng khổ. Tình yêu hai tiếng ngọt lành, như trái cây chín trên cành nâng niu. Tình yêu sai đắm bao nhiêu, nếu không có pháp như diều đứt dây. Đó. Xuất giá cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Một nẻo hướng về chân cực lạc, mà đường đời đưa đến chốn sầu bi. Đó. Tu là gì? Tu là sửa cho mình bớt khổ. Hai là gì? Tu theo lời Phật độ chúng sinh. Tu là cố gắng thực hành. Tu là phải nhớ làm lành đầu tiên. Tỉnh giác ta phải hành trì để ta nhận diện những gì khổ đau. Thân tâm sát cánh bên nhau, trong ngoài phối hợp cùng nhau tu hành. Đạo Phật không phải cầu sinh, là đạo trở lại chính mình mà thôi. Đạo không lý thuyết đầu môi, nói ra là để đi đòi thực hành. Vỗ tay cái đi. Ai thường giải hạn cúng sao, cầu an siêu độ mong bao điều lành. Nhớ rằng lánh dữ làm lành, khỏi cần cúng bái cũng thành bình an. Hãy nương tựa vào chính mình, hãy làm hải đảo cho chính mình, đừng nương tựa vào một ai khác. Ở đây muốn Đức Phật muốn nói chúng ta là phải tự mà thắp đuốc lên mà đi. Hãy tự mà tu tập lấy. Các đấng Như Lai chỉ là bậc đạo sư. Hôm nay hỏi quý vị cái chữ đạo sư quý vị biết là gì không? Các đấng Như Lai là Đức chư Phật đó. Chỉ là bậc đạo. Đạo sư. Đạo sư là gì? Là gì? Thầy chỉ đường, đúng rồi, vỗ tay cái đi. Trời ơi, hay quá. Mỗi ngày nếu chọn một niềm vui thì xin hãy chọn nụ cười đầu tiên. Cười cho cuộc sống thản nhiên, để tâm thanh thản bình yên giữa đời. Mỗi ngày nếu gặp mọi người thì xin hãy nói những lời yêu thương. Hãy yêu cuộc sống bình thường và trọn vẹn với con đường đã đi. Đời chỉ đẹp khi lòng ta cởi mở, biết khoan dung và khắc phục chính mình, trải lòng từ đến tất cả nhân sinh, để từ đó vườn hoa tầm hé nở. Thấy rõ thân tâm. Chúng tôi nói với dụng đi đó. Tỉnh giác ta phải hành trì để ta nhận diện những gì khổ đau. Thân tâm sát cánh bên nhau, trong ngoài phối hợp cùng nhau tu hành. Người kia tức giận nói ồn ào, không lẽ ta đây cũng thế sao? Họ đã cọc cằn thêm ta nữa, thành ra ta họ giống như nhau. Chúc dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan. Soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sâu nỗi bất an. Đâu có gì tự phát sanh, nhân duyên hòa hợp đủ đầy mà ra.
dù giận đừng mắng người ta, chỉ gieo thêm oán hận nay thêm đầy. Oán thì nên giải, chẳng nên gây, để sao khỏi gặt đắng cay vào mình. Thương nhau thì mau sửa tánh tình, làm sao sớm giúp mọi loài chúng sinh. Không còn tham giận giam mình, khi người hạnh phúc thì mình yên vui. Ta muốn gieo trồng một cái ruộng phước, như gieo hạt cây lành vậy đó, hoa quả sẽ ngọt thanh. Người trí siêng làm thiện, an vui tự nhiên thành. Cái người thiện trí đó gì đó, họ cứ siêng làm việc thiện, như gieo hạt cây lành vậy, niềm tin mà hạt giống mà, hoa quả sẽ ngọt thanh thôi. Cây mà cây lành nha, hiền trí nha, chứ mà cây dữ thì chắc chắn không được. Như gieo hạt cây lành, hoa quả sẽ ngọt thanh. Người trí siêng làm thiện thì sao? An vui tự nhiên thành. Kiếp trước có tu mới được vào, kiếp này sung sướng lại quên sao? Sống lo bòn chải tham nhiều quá, chết có mang theo được chút nào? Kiếp trước không tu mới chịu nghèo, kiếp này khổ não nó cứ đeo. Người ta răng rắc còn dư giả, ngó lại phận mình túi vắng tèo. Tỉnh giác ta phải hành trì, để ta nhận diện những gì khổ đau. Thân tâm sát cánh bên nhau, trong ngoài phối hợp, cùng nhau tu hành. Tu thì phải rành mỗi cách tu. Tu mà không đúng á, khổ lu bù. Tu theo tà đạo á, thì thân tâm lị. Mà tu bậy cả tinh á, thì lắm nạn mưu. Cho nên nói tu đâu phải là dễ. Một cái chữ tu không không phải dễ đâu quý vị. Tu mà không khéo á, nó cũng khổ. Vì vậy người ta mới có câu rằng á, là khéo tu thì nổi, phải không? Mà dụng tu thì chìm. Mà mỗi lần mà chúng ta gặp cái cảnh khổ gì, chúng ta cứ suy nghĩ chắc là kiếp trước mình dụng đường tu, kiếp này mình mới gặp những điều khổ, khổ đau. Cho nên khéo tu thì bớt khổ, giỏi tu thì hết khổ, mà dở tu thì thàn khổ. Người ngu biết mình ngu nhờ vậy thành người trí. Người ngu tưởng mình trí, kẻ ấy thật đại ngu. Nên chúng tôi mới tặng quý vị một câu nghe: mỗi tháng cần phải tu hành, để cho phước đức căn lành tăng thêm. Người lớn nè thường than thân trách phận, đời là bể khổ nợ với nần, quan gia muôn kiếp nay phải trả, nếu đã vậy rồi ai hưởng đây. Quy luật tự nhiên đã tạo gây, trên dưới phải trái dọc hay ngang, xin đừng nghĩ lệch hoặc bi quan, phán xét cờ duyên cho rõ ràng. Nhìn lên á, cảm thấy khổ tâm hoài, ngó xuống á, thì hơn nhiều kẻ trắng tay. Chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Người ta có câu rằng là ngàn năm danh lợi sống đời, không nghe Phật Pháp thật là uổng thay. Cho dù chỉ sống một ngày, nghe được chánh pháp quý thài kiếp người. Có vui thì sẽ có buồn, có sướng có khổ, vô thường người ơi. Cuộc đời như chiếc lá rơi, non xanh rồi héo, lìa xa khỏi cành. Vỗ tay đi. Đời người thì sanh tử, tử sanh, xuân qua hạ tới, thu sang đông về. Con người
ai cũng đi về. Sanh ra không áo, chết về tay không. Phải hiểu như vậy. Ta tạm biết đủ là vui trong lòng. Người ta khuyên mình là đừng nên lưu luyến say xưa, xả ly đừng chấp, đừng ưa so bì. Đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có, có gì của ta. Đủ duyên thì hòa hợp sinh ra, hết duyên tan rã, có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả, không cầu không tham. Sân si nhất định không làm, đơn sơ biết đủ, không ham muốn nhiều. Tiền tài vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Trời ơi, không biết bao nhiêu cho vừa. Mà mình thì tối ngày đau khổ vì nỗi mong cầu, mà cầu mà không được á nghe, nỗi sầu lại tăng. An vui gì đã biết rằng, tham là gốc khổ, cớ chi phải cầu. Tôi đã thấy biết bao người giàu có chưa bao giờ từ bỏ tánh tham lam, vẫn mãi mê ham của cải bạc vàng, vẫn khao khát chạy dài theo dục lạc. Tôi đã thấy biết bao là vua chúa chưa bao giờ an phận với gian sang, dù biên cương giáp bốn biển ngút ngàn, vẫn muốn nữa muốn biên thùy rộng mãi. Người thế gian từ bần dân vua chúa, trước tử thần tâm vẫn còn tham. Tiếc công danh, tiếc sự nghiệp chưa thành, nhưng phải bỏ tay buông xuôi nhắm mắt. Quanh người chết bao người than kẻ khóc, hỡi người thân sao lại bỏ ra đi. Trong áo quan người nằm đó im liềm, lửa thiêu đốt xác thân thành tro bụi. Đem theo gì trên mình mảnh vải liệm, còn lại chăn bia mộ khắc đôi hàng. Dù muốn về trở lại cõi nhân gian, nhưng phải chịu tái sanh theo nghiệp lực. Kẻ còn sống đang tranh giành thừa kế, người chết rồi chỉ có nghiệp đeo theo. Khi ra đi tay trắng chẳng mang gì, bỏ con cái bạn đời cùng của cải. Bách niên đại thọ bạc tiền nào mua nổi, biển ngọc rừng vàng sao tránh nổi già nua. Lời thánh nhân nhắc nhở lẽ vô thường, ngắn ngủi lắm kiếp người nên ghi nhớ. Bậc có trí quán tưởng luôn sự chết, phúc lâm chung tâm bình thản an nhiên. Kẻ phàm phu không quán tưởng thường xuyên, nên phúc cuối tâm luôn sợ hãi. Trí tuệ quý hơn tiền tài của cải, trí tuệ giúp người đạt đạo vô sanh. Kẻ si mê biết bao kiếp đạt thành, trôi nổi mãi trong luân hồi vô tận. Từ bào thai người sanh về kẻ khác, tiếp tục hành trình đi mãi không thôi. Còn vô minh nghiệp quả trói thân mình, hết sanh tử tái sanh vòng lẫn quẩn. Như kẻ cướp chịu lực đời phân xử, nghiệp chúng sanh nghiệp nhân quả vô minh. Để đời sau nghiệp cũ bước theo mình, trổ quả dữ người gây nghiệp ác. Dục lạc ngũ trần vị ngọt thơm ngát, làm động lòng làm sao xuyến tâm can. Thấy hiểm nguy trong vị ngọt ẩn tàng, làm tu sĩ tôi sống đời thanh thản. Kiếp người mong manh như cành cây đầy trái, gió rung cành trái xanh chín rụng rơi. Bởi hiểu thế tôi đắp y cạo tóc, làm tỳ kheo vui đạo sống thanh nhàn. Phật dạy ông là ăn uống luôn tiết độ, sống trong sự tỉnh thức, dừng lại trước khi no và chậm tuổi thọ già. Đời người những chuyến xe, người lên người xuống, người về người đi, lúc hội ngộ lúc phân ly, nụ cười tiếng khóc có khi lặng buồn. Kẻ cùng đi xuống giữa đường, gặp nhau phút chốc vô thường chào nhau. Đó là biết đạo, không buồn chuyện thế gian. Biết đủ không chi phải vội vàng, từ bi hỷ xả thì lòng thanh thản.
mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Sự tu thì quý báu hơn vàng, giúp người vượt khỏi muôn ngàn khổ đau. Bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Vì chúng ta thấy tình nào rồi cũng phai mờ trong tim ta, trong ký ức ta, nhưng tình mẹ thì không thể nào phai mờ được. Và cũng không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Nghĩa là bằng lòng với những gì mình đang có, bằng lòng với cuộc sống của mình hiện tại. Tu mà không học á thì vô minh che lấp, đúng. Tức là nếu như mình tu mà mình không chịu học, mình không biết gì hết, mình tu thì nó giống như mình tu mù, thì bị vô minh che lấp. Nhưng mà nếu mà học mà không tu á thì chấp ngã càng cao. Hiểu câu này không? Nhiều khi chúng ta có thể là học biết được rất là nhiều điều, nhưng mà nếu như mình không ứng dụng, mình tu tập á, để mình rèn luyện cái tâm mình á, thì cái ngã của mình nó cao lắm. Và cái đường lối của chúng ta tu là để thấy mình có tu hay không, chứ không nên nhìn người khác có tu hay không. Vì vậy mà chúng tôi hay khuyên rằng là đi tu là để thấy mình. Đi tu không phải để nhìn người ta. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Không làm các việc ác, làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Đó là lời dạy của chư Phật. Xoay trước xoay sau, xoay tới xoay lui rồi mới. Sáng trưa chiều tối gương làm bạn, ta ngỡ cõi đời quá cõi tiên. Dòng thời gian bỗng dưng khúc khiểu, vô thường đâu dị nể hồng nhan. Soi gương không gặp mùa xuân nữa, chỉ thấy hằng sâu nỗi bất an. Rồi một hôm bỗng dâng lời sư dạy, quán chiếu vô minh tận đáy lòng, gương tâm hiển lộ xuân bất diệt. Từ đó thanh bình giữa sắc học. Cho nên chúng tôi có bốn câu nói như thế này: không có cái bằng nào bằng cái bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình đang có, đó là một cái hạnh phúc. Và không có cái biết nào bằng cái biết đủ. Ông kia cái gì cũng biết, có một cái biết không biết đủ là cũng khổ. Không biết đủ nó cứ dày vò mình hoài. Và không có cái vui nào bằng cái vui đạo. Và cũng không có cái buồn nào bằng cái buồn ngủ. Tình yêu đây không phải nói tình yêu nam nữ, mà tình yêu muôn loài. Chúng tôi yêu canh, yêu cây, yêu kiển, yêu hoa, yêu lá, yêu tùm lum. Nhưng mà cái tình yêu đó nếu không có đạo là cũng khổ. Tình yêu hai tiếng ngọt lành, như trái cây chín trên cành nâng niu. Tình yêu say đắm bao nhiêu, nếu không có pháp như diều đứt dây. Đó. Xuất giá cũng đồng đi, hai nẻo khác nhau mới lạ kỳ. Một nẻo hướng về chân cực lạc, mà đường đời đưa đến chốn sầu bi. Đó. Qua bao năm tháng cuộc đời, bây giờ mới biết tiền lời ở đâu. An toàn không phải đêm thâu, không phải là mình ngồi mình thức mình canh mình giữ là an toàn đâu. Năm canh trần trọc lo âu tuổi già, kiểu riết này mau già lắm. Giàu có mà cái tối ngày sợ ăn trộm mới vô lấy là mau già lắm. Chắc chiêu dành dụm nhưng mà chết không mang được, thật là uổng công. Việc làm phước thiện mênh mông, bỏ tiền vào đó không trông mà lời. Dư ăn con cháu đời đời, không khi nào đói, tuyệt vời làm sao. Thật là kỳ diệu biết bao, tiền cho không mất lời cao mỗi ngày. Kiếp sau mà cũng kiếp này, tức là đời này và đời sau, an lành hạnh phúc vui vầy ngàn năm.
Đúng với câu Đức Phật dạy, nay vui đời sau vui, làm thiện thì hai đời vui. Vui thấy mình được làm thiện, quả thiện trổ ra mình được vui hơn. Cái câu mà chắc chiêu dành dụm nhưng mà chết không mang được thật là uổng công. Bởi vì chúng ta thấy có ai chết rồi tiền của chẳng mang theo, không ai mang theo được. Đừng sợ cho đi hết của nghèo, cho được càng nhiều thêm phước lớn, nhân nào quả nấy nó dẫn theo. Làm phước vốn lời thêm gấp bội, những người làm phước chẳng khi nghèo. Bao ngàn muôn kẻ gương trước mắt, phước đức càng nhiều quả chẳng đeo. Khác nhau ở một cái nhìn, đời hư hay thật tâm mình sáng soi. Tùy mình chọn con đường mà đi. Đi về phía ánh sáng thì bóng tối tự tiêu tan. Đi về phía bình an thì khổ đau tự biến mất. Đi về phía được mất thì lòng liền bị hẹp đi. Đi về phía từ bi, tâm tự nhiên rộng lớn. Đi về phía thiệt hơn, đời gặp gền lên xuống. Đi về phía ham muốn, phiền não khắc tự sinh. Đi về phía an bình thì muộn phiền tự nhỏ lại. Đi về phía tự tại thì chướng ngại tự qua nhanh. Đi về phía thiện lành thì tham sân si vô hiệu. Đi về phía thấu hiểu, lòng tự khắc bao dung, chứ không có bung dao. Bởi vì bi quan là tự sát, giải thoát mới tự do. Thuyền to thì sóng cả, vô ngã mới vô ưu, đa mưu thì đa quán, đông bạn thì lắm phiền, nhiều tiền thì lắm bạc, làm ác thì gặp ác, tự tác thì tự lo, gieo gió thì gặt bão, gian xảo thì đa nghi, từ bi là cõi phúc, nhường nhịn một chút sẽ thấy bình yên. Không có gì tự nhiên trên cuộc đời này cả, đều là do nhân quả chính mình đã tạo ra. Nên đừng trách người ta, tự nhìn lại mình đã. Nếu tâm mình buông xả, hạnh phúc có đâu xa. Chỉ là cũng một cái nhìn, người vui an lạc, người chìm khổ đau. Biết đạo không buồn chuyện thế gian, biết đủ không chi phải vội vàng. Từ bi hỷ xả lòng thanh thản, mà nghe lời Phật dạy sống an khang. Lành thai giữa cuộc khóc cười, có người giác ngộ nụ cười xả buông. Lành thai giữa cuộc vô thường, có người vượt thoát con đường trầm luân. Lành thai sanh tử xây vần, có người ra khỏi mấy lần u mê. Lành thai giữa những khen chê, có người tưới mát bồ đề nở hoa. Lành thai giữa chốn ta bà, có người thể nhập vào nhà vô sinh. Mình cứ xưng mình là Phật tử, nay ta xưng con Phật hoài, phải làm giống Phật, chớ sai tội nhiều. Thân không trộm cắp làm liều, miệng không nói dối đặt điều điêu ngoa, ý không tham ác gian tà, chuyển xây ba nghiệp thật là thanh cao. Cho dù tám gió thổi vào, tâm ta không động tự hào sắc son. Phật tử nghĩa là Phật con mà giống bố thì còn gì hơn. Cứ đơn giản những vấn đề phức tạp, cuộc đời này thư thái nhẹ nhàng hơn. Đừng phức tạp những vấn đề đơn giản, hồn thơ ngay nào nhóm chuyện đau buồn. Mưa rồi nắng, nắng mưa đời vẫn vậy. Tại lòng người sống vậy mới đau thương. Nhìn vạn sự cuốn theo dòng trôi chảy, kìa vô u vẫn đẹp giữa vô thường. Đời người đầy rẫy ưu phiền, cũng do ích kỷ nói liền lòng tham. Đôi khi nói nhưng không làm, tạo nên tội lỗi nghiệp phàm đeo mang. Muốn buông nào có dễ dàng, bởi tâm chưa tịnh bạc vàng chưa quên. Còn xem lợi ích là trên, tham sân si hận đè lên tâm mình. Hướng tâm về ánh bình minh, đạo vàng soi sáng lung linh muôn màu. Giả từ tham hận khổ đau, trí minh giác ngộ cùng nhau tu hành. Sân si vạn sự bất thành, chuyên tâm tu học nên danh đẹp đời. Buông xả tâm sẽ thảnh thơi, từ bi hỷ xả sống đời an nhiên. Ý là
kiếp nhân sinh của con người để chúng ta thấy được. Kiếp người dài ngắn bao lâu tùy theo thọ mạng, lo âu làm gì? Mình hiểu nhân quả rồi. Khổ sầu phiền não mà chi, để lòng thanh thản đến đi nhẹ nhàng. Dù cho xinh đẹp giàu sang hay là xấu xí nghèo nàn khổ đau, tuy rằng hoàn cảnh khác nhau nhưng tâm đừng chấp giàu nghèo mới hay. Giàu sang dễ bị mê say, nghèo nàn đạm bạc qua ngày cũng xong. Làm người cần phải thông dong, yên vui tự tại, tấm lòng thanh cao. Cho cuộc đời sóng gió ba đào, tâm không đắm nhiễm gió nào động lai. Hơn thua thắng bại hằng ngày, thị phi danh lợi xưa nay chuyện thường. Thế nhân cần có tình thương, đừng nên ỷ thế lấn đường người ta. Tầm nhìn mở rộng cao xa, từ bi trí tuệ chan hòa nhân sinh. Sống cho trọn nghĩa trọn tình, đừng gây quan trái bất bình với ai. Mình còn có lúc cũng sai, nghiệp dày phước mỏng đức tài chưa sâu. Cuộc đời nào có bền lâu, vô thường không hẹn biết đâu mà lường. Thăng trầm vinh nhục phong sương, giữ lòng bình thản đừng vương khổ sầu. Ta người có khác gì đâu, cảm thông tất cả nguyện cầu an nhiên. Cần nên tránh ác làm hiền, để tâm trong sạch không phiền không tham. Sân si nhất định không làm, đơn sơ biết đủ không ham muốn nhiều. Tiền tài vật chất những điều, nếu tham thì biết bao nhiêu cho vừa. Đừng nên lưu luyến say xưa, xả ly đừng chấp đừng ưa so bì. Đam mê dục lạc mà chi, ta còn không có, có gì của ta. Hết duyên tan rã, đủ duyên hòa hợp sinh ra. Hết duyên tan rã có gì ta đâu. Chấp chi mang khổ mang sầu, nhẹ nhàng buông xả không cầu không mong. Luôn luôn thanh tịnh cõi lòng, tình thảnh thơi giải thoát khỏi dòng trầm luân. Thời gian lặng lẽ trôi, đêm ngày luôn di động, tuổi tác buổi thanh xuân tiếp tục bỏ chúng ta. Những ai chịu quán sát sợ hãi tử vong này, hãy làm các công đức đưa đến chân an lạc. Trên thế gian này không có cái tình nào bằng tình mẹ. Biết bao nhiêu cái tình trên thế gian này, nhưng mà tất cả cái tình đó không có cái tình nào bằng tình mẹ. Người ta nói rằng là nhìn lên cảm thấy khổ tâm hoài à, mà nếu ngó xuống thì hơn nhiều kẻ trắng tay. Chấp nhận tìm vui trong hiện tại, những gì ta có được hôm nay. Vào cửa Phật dặn lòng tìm chân lý, ra cổng chùa bảo dạ gắn tu hành. Thấy nó nhẹ nhàng không? Giờ đi qua nhà bà bạn đi, ăn sáng với bà, uống cà phê với bà đi, rồi bắt đầu nhiều chuyện à. Rồi cái hậu quả nó xảy đến với mình như thế nào? Phiền não lắm. Cho nên không có cái bằng nào bằng cái bằng bằng lòng. Nghe cho kỹ nghe, bằng lòng với những gì mình đang có là hạnh phúc nhất. Con cầu nói vui, chúng tôi tình cờ nghe được. Trên thế gian này tất cả đều là chuyện nhỏ, chỉ có vợ nhỏ là chuyện lớn đó. Nay có mấy ông nào đi nghe pháp nhớ dùm câu này: vui mà vui pháp mới là vui nghe, vui mà không pháp chôn vùi thế nhân. Ở trong kinh Đức Phật Ngài dạy là giàu có do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính, vào gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Khi mà chúng ta làm phước rồi đó, đời sau sinh ra chúng ta có phước á. Nếu cái người mà có trí tuệ á, thì sẽ hưởng được phước. Mà cái người mà không có trí tuệ á, thì dễ sanh cái gì? Ngạo mạn kiêu căng. Kiếp trước mình nhờ có tu, cho nên kiếp này sanh ra mình vừa đẹp mà vừa giàu nữa. Nhưng mà nếu như mình là người hiểu biết á, thì mình vừa đẹp mình vừa giàu, thì mình tiếp tục mình trồng, trồng cây, tiếp tục mình tạo phước. Người ơi làm phước mau đi, kẻo mai cơ hội mất đi không còn.
cho đi thì phước báo viên tròn. Bò bò giữ của, phước mòn nghiệp dương. Cái dạng mà của tiền chắc chứa đầy kho, chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo. Chết rồi khó đổi đem theo, quan gia nghiệp báo cứ đều đuổi mình. Tại sao chúng tôi nói như vậy? Là bởi chúng tôi nói có lý chúng tôi mới nói. Không có lý chúng tôi không dám nói. Của tiền chắc chứa đầy kho, chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo. Chết rồi khó đổi đem theo. Quý vị thấy có ai chết mà đem theo được không? Có ai chết mà đem của tiền theo được không? Sanh chẳng mang đến, chết chẳng mang đi. Chào đời thì hai tay trắng, lìa đời thì trắng hai tay. Chỉ có nghiệp kiếp này, còn vuông vấn kiếp sau. Sống sao cho phải đạo, đừng giả bộ ngọt ngào mà lòng đầy binh đao. Hại người bằng tâm ác, quả báo muôn đời sau. Chết rồi khó đổi đem theo. Của tiền chắc chứa đầy kho, chẳng hề bố thí chẳng cho người nghèo. Chết rồi khó đổi đem theo, mà quan gia nghiệp báo cứ đeo đuổi đuổi mình. Vậy mình ra đi thì mang theo cái gì vậy? Nghiệp chứa, nghiệp báo. Mà mang theo cái đó khổ hay vui? Khổ. Đó, hôm nay chúng tôi muốn cho quý vị là mình chỉ mang theo phước báo thôi. Hưởng phước rồi tiếp tục tạo, tạo phước. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính. Giàu do bố thí, nghèo do không cúng dường. Sanh dòng họ cao quý nhờ kính người đáng kính. Giàu gia đình hèn hạ do ngạo mạn kiêu căng. Mà cái từ ngạo mạn kiêu căng nó thường nó xuất hiện với cái người nào quý vị? Người nào? Đẹp, giàu, có phước, dễ sanh ngạo mạn kiêu căng lắm. Phải không nè? Những nghèo rất mùng tơi với mình có gì đâu ngạo mạn. Cho nên là hưởng phước rồi tiếp tục tạo phước mới là điều quan trọng. Có nhiều người hưởng không biết tạo. Như gieo hạt cây lành, hoa quả sẽ ngọt thanh. Người trí siêng làm thiện, an vui tự nhiên thành. Muốn cuộc sống bình yên, đừng gieo duyên bất thiện. Khổ đau và hạnh phúc, vị ngọt đắng khác nhau. Trong thực tánh chân đế, bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt, khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Tất cả là pháp tánh, theo nguyên lý vận hành. Xây vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả là pháp hữu vi, không vững và không bền. Chả có gì đáng giữ, buồn xả lòng nhẹ tên. Cho một tràng vỗ tay. Cái ý này là nó hay lắm. Sắc hoa làm đẹp cho đời, từ bi tô điểm cho người thanh cao. Cuộc đời thật đẹp biết bao, cho đi còn mãi, mai sau lưu truyền. Danh lợi đến rồi danh lợi đi, ham chi một chút nhất hay nhì. Đêm nằm thao thức tâm điên đảo, hơn thua tranh chấp nhập công lao. Quán thù chi để khổ lòng nhau, nghiệp xưa nghiệp nữa phải mang vào. Kiếp này kiếp khác luân hồi mãi, nợ nần gian díu khổ làm sao. Vỗ tay. Nghe lời Phật dạy hãy tu mau, giữ tâm trong sạch để khi nào ra đi nhắm mắt hồn thanh thản, không còn lo nghĩ chuyện lao sao.
một người quỳ trước Phật đài xin ban sức khỏe đồng thời giàu sang. Lắc đầu Phật dạy nhớ rằng ta nào có phải là thần thánh đâu, để mà ban phát nhiệm màu cho con sức khỏe sang giàu hỡi con. Nếu con muốn khỏe mạnh luôn, phải chăm rèn luyện đến thân thể mình. Hằng ngày sinh hoạt hợp tình. Còn như nếu muốn trở thành giàu sang, phải lo làm việc đàng hoàng, phát tâm bố thí người đang khốn cùng, người nghèo đói khổ khắp cùng. Có gieo nhân tốt mới mong quả lành. Chàng quỳ xin Phật cho mình hoàn thành sự nghiệp công danh rạng ngời. Lắc đầu Phật khẽ mỉm cười, ta nào thần thánh cho đời cầu sinh. Công danh sự nghiệp muốn tìm, con nên tập luyện cho chuyên một nghề. Mà con yêu thích say mê, luyện cho tinh tấn muôn bề giỏi giang. Quỳ xin Phật chàng mơ màng, xin ban cho một cô nàng đẹp xinh, một người yêu thật diễm tình. Lắc đầu Phật dạy điều lành cho nghe, mắt phàm con thấy được gì, dầu là hư dối có chi thật nào. Mắt phàm con thấy được gì, đều là hư dối có chi thật nào. Tấm thân tứ đại bền đâu, như xương động giọt tan mau đầu cành. Con nên lưu giữ trong mình tâm hồn trong sáng, chân thành tốt tươi, để gieo, để giao tiếp với mọi người, đó là vẻ đẹp tuyệt vời dài lâu. Rồi con sẽ gặp được mau một người yêu mến tâm đầu cùng con. Hãy yêu vẻ đẹp tâm hồn, vượt xa nhan sắc quý hơn dáng ngoài. Cuối cùng chàng chẳng xin gì, không cầu xin Phật thứ chi cho mình. Chàng quỳ đảnh lễ tâm thành, nguyện cầu tất cả chúng sanh trên đời có duyên với giáo pháp Ngài, khoan dung đức độ rạng ngời từ bi, diệt đi hết tham sân si, mở mang trí tuệ, quy y dưới Ngài. Đời dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ, đạo dạy người chỉ một chữ. Chữ gì? Chữ buông, đọc lớn lên. Chữ buông, buông nó mới nhẹ, nó mới thành hơi nước nó lên trên, nó thành chim sẻ nó bay lên. Chứ mà tu mà còn chấp nhất nặng nề lắm, sân si. Chỉ cần một chữ buông thôi là ta sẽ hết một đời khổ đau. Buông đi thì giả hết sầu, buông hờn, buông giận, buông câu hại người. Buông rồi miệng sẽ cười tươi, buông rồi sẽ thấy cuộc đời nở hoa. Buông hết ta lại thấy ta, chính tâm buông đó cho lòng an nhiên. Mình buông hết là mình thấy mình nè, còn mình chưa buông là mình thấy người ta không à. Đi tu là để thấy mình, đi tu không phải để nhìn người ta. Mình nhìn người ta thì nó thêm nặng nề, mà mình nhìn mình thấy nó càng ngày nó càng nhẹ nhàng. Đời thì hối hả bon chen, mà con người ta thì ngày càng nhỏ nhen giả tạo. Trên đời này có nhiều người lạ lắm quý vị. Họ chỉ thấy cái lỗi sai của người khác mà không thấy đống rác trên đầu của mình. Ăn trầu thì phải có voi, muốn soi người khác phải coi lại mình. Trên đầu thì bãi rác trình ình mà sao lại thích phê bình người ta. Chỉ là trong một tầm tay, người xây hạnh phúc, người rời bình an. Chỉ là khác một cái nhìn đó. Người vui an lạc, người chìm khổ đau. Đó, cái nội dung của bài giảng hôm nay quý vị nhớ giùm tôi hai câu thôi. Chỉ là khác một cái nhìn, người vui an lạc là cái người mà khéo nhìn á, người chìm khổ đau là cái người không khéo nhìn, không khéo tác ý đó.
Chỉ là suy nghĩ khác nhau, người thêm hăng hái, người nhào thân tâm. Chỉ là khác một pháp âm, người gieo tỉnh thức dạy ta muôn ngàn cách nắm giữ. Đạo dạy người chỉ một chữ buồn. Nhẹ thời nổi nặng thời chìm, khẩn cầu cho lắm chỉ thêm nhọc nhằn. Giàu thì bị buộc trói bởi bạc tiền, đẹp thì tạo lắm lụy phiền cho thân. Thế gian thì trọng sắc quý tiền, người tu quý những thiện hiền trong tâm. Như vậy thì cái nội dung chính mà chúng tôi diễn đạt từ nãy đến giờ gần 50 phút, mục đích để cho quý vị hiểu rõ được cái đề tài của chúng tôi là khác nhau ở một cái nhìn đời hư hay thật. Tâm mình sáng soi, mình càng ngày tu làm sao cái trí tuệ mình nó sáng lên, để mình thấy rõ được cái bản chất thật của thế gian vốn dĩ là vô thường. Khổ đau và hạnh phúc vị ngọt đắng khác nhau. Trong thực tánh chân đế, bản chất đều như nhau. Hạnh phúc thì ẩn nước mắt á, thấy vui đó chứ khóc đó đó. Khổ đau thì ẩn nụ cười. Nước mắt và nụ cười đều chỉ là cảm xúc. Tất cả là pháp tánh, theo nguyên lý vận hành. Xây vần không rồi có, hết diệt rồi lại sanh. Tất cả pháp hữu vi, không vững và không bền, chả có gì đáng giữ. Buông xả lòng nhẹ tên.